Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác tỉnh Lào Cai đi thăm và học tập kinh nghiệm chuyển đổi số cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Không kể giờ, không chờ việc, lan tỏa sâu rộng tinh thần học Bác ở Bảo Thắng. Học sinh Lào Cai giành nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác tỉnh Lào Cai do đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm và học tập kinh nghiệm chuyển đổi số tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Đoàn công tác đã thăm khảo sát thực tế về vận hành hệ thống cửa khẩu tại khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các lực lượng quản lý liên ngành tỉnh Lạng Sơn về kinh nghiệm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, trọng tâm là chuyển đổi số và công tác quản lý cửa khẩu, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về cơ chế chính sách thu hút các loại hình hàng hóa tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu, kho ngoại quan, gia công qua các cửa khẩu, quản lý thu thuế, phí, trao đổi với phía Trung Quốc về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu trong giai đoạn diễn ra dịch bệnh COVID-19, cơ chế giao doanh nghiệp thống nhất phương thức vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, mô hình tiếp thu từ Lạng Sơn là thực tế giúp ích rất nhiều cho lộ trình số hóa cửa khẩu Lào Cai giai đoạn tới. Hiện tỉnh Lào Cai đang nỗ lực xây dựng kế hoạch thí điểm chuyển đổi số ở cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Mục tiêu hướng tới công khai minh bạch các hoạt động quản lý tại cửa khẩu, giúp công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tốt hơn. Xây dựng cửa khẩu quốc tế Lào Cai thành mô hình thông minh, mở rộng giao thương qua kết nối số. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, vừa kiểm tra công tác quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật và bảo đảm an toàn cơ sở kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra hệ thống kho, tổ chức biên chế, số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu, công tác đảm bảo an toàn trong phòng chống cháy nổ, quản lý, bảo quản vũ khí thiết bị. Thiếu tướng Trần Anh Du đánh giá cao công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật tại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục rà soát, kiện toàn và luyện tập thành thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, tăng cường kiểm tra theo phân cấp. Cấp ủy chỉ huy các cấp quan tâm nắm bắt tư tưởng của cán bộ, nhân viên, thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm đối với cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ trọng yếu, phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn kho tàng. Hiện 100% thôn, bản, tổ dân phố trong tỉnh có lực lượng dân quân tự vệ. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ chiếm 28,5%, hơn 63% là đoàn viên. Nhằm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh vững mạnh, rộng khắp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu với tỉnh Lào Cai ban hành đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025. Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, tổ chức hợp lý giữa dân quân cơ động, dân quân tại chỗ, dân quân binh chủng và các lực lượng khác, quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân tự vệ, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã. Hiện tỷ lệ cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã có trình độ cao đẳng đại học chiếm 67%. Cùng với thực hiện công tác huấn luyện, thường trực sẵn sàng chiến đấu, năm 2021, lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh đã tham gia tuần tra canh gác gần 5.000 ngày, tham gia 22.400 ngày công chống dịch COVID-19, kịp thời tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai. Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành kế hoạch số 112 về tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022. Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, nâng cao chất lượng các tuyến bài viết chính luận trên báo, tạp chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hình thành nguồn bài viết phong phú, chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan đơn vị địa phương trong tuyên truyền bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sẽ nhận bài viết đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Lễ công bố và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2022.
Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân là một trong những chức năng nhiệm vụ quan trọng của cơ quan dân cử. Trong thời gian qua, Hội đồng Nhân dân các cấp đã tích cực triển khai các hoạt động giám sát dưới nhiều hình thức. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Dự án Cảng Hàng không Sapa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn 6.948 tỷ đồng, địa điểm dự án tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, quy mô 371 hectare. Theo đó, Bảo Yên sẽ phải sắp xếp tái định cư cho trên 800 hộ dân. Đây là vấn đề phức tạp liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế của hàng ngàn người dân. Để tạo sự đồng thuận, ngoài việc chỉ đạo triển khai thì công tác giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri, nhân dân được Hội đồng Nhân dân huyện đặc biệt quan tâm. Và riêng dự án Cảng Hàng không Sapa nói riêng, thứ nhất là phải tuyên truyền vận động, thứ hai nữa là phải báo cáo với tỉnh và các ngành của tỉnh về cơ chế chính sách trong việc giải phóng mặt bằng, thành lập các cái tổ để công tác tuyên truyền vận động từ huyện đến cơ sở để chúng ta triển khai tuyên truyền cho bà con dân hiểu được quá trình triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện trong thời gian tới nó tốt hơn. Thời gian qua, hoạt động giám sát, việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri được Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp thực hiện theo quy định. Sau mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, Thường trực Hội đồng Nhân dân tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi Ủy ban Nhân dân cung cấp và cơ quan đơn vị xem xét trả lời, giải quyết theo quy định. Đồng thời, phân công các ban Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu giám sát kết quả giải quyết trả lời. Lựa chọn một cái số nội dung nó mang tính thời sự mà cử tri có ý kiến nhiều, chưa được giải quyết dứt điểm để tổ chức triển khai chỉ đạo cho giải trình chất vấn tại kỳ họp cũng như là tại các cái phiên họp thường kỳ của thường trực hội đồng vào các cái tháng. Công tác quan trọng nhất đầu tiên đó là cái việc tổng hợp các ý kiến kiến nghị cử tri phải sát với cái nội dung người ta hỏi. Cái hai ngắn gọn rõ ràng. Sau khi mà tổng hợp được về thì phải phân loại các cái ý kiến này theo những lĩnh vực quản lý để thuận tiện cho cái việc sau này là các cái cơ quan đơn vị, mỗi cơ quan đơn vị nó có một cái chức năng riêng thì nó thuộc cái thẩm quyền của người ta để người ta giải quyết. Năm 2021, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã tiếp thu tổng hợp 991 ý kiến kiến nghị, cấp huyện đã tiếp thu 2.156 ý kiến kiến nghị. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được Ủy ban Nhân dân cung cấp xem xét trả lời và được các ban Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thẩm tra giám sát theo quy định. Qua hoạt động thẩm tra khảo sát đã có những điều chỉnh chỉ đạo, yêu cầu giải quyết hoặc trả lời thỏa đáng kiến nghị của cử tri theo đúng quy định. Ngày 28 tháng 3, tỉnh Lào Cai ghi nhận 3.377 trường hợp mắc COVID-19, giảm 53 trường hợp so với ngày 27 tháng 3. Trong đó, thành phố Lào Cai vẫn có số ca mắc nhiều nhất với 730 trường hợp. Sau đó là các huyện Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên với số ca mắc gần 500 trường hợp. Huyện Simacai có số ca mắc ít nhất là 119 trường hợp. Tính đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai đang thực hiện điều trị cho tổng số 35.413 bệnh nhân. Trong đó, 70 trường hợp có triệu chứng vừa, 10 trường hợp có triệu chứng nặng phải thở oxy. Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68 và ngày 8 tháng 10 năm 2021 ban hành Nghị quyết 126 sửa đổi bổ sung Nghị quyết 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tại Lào Cai, việc triển khai đã có những tác động ban đầu. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải này có 60 lao động. Trước đây, thu nhập bình quân người lao động đạt từ 800 đến 1 triệu đồng một ngày. Vậy nhưng, tác động của dịch COVID-19 khiến thu nhập giảm đi rất nhiều. Đỉnh điểm từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2021, công ty phải tạm dừng hoạt động. Đúng lúc khó khăn nhất, công ty được tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội theo Nghị quyết 68, lãi suất 0% với số tiền 43 triệu đồng, trả lương cho người lao động diện đóng bảo hiểm xã hội. Với cái nghị quyết 68 thì chúng tôi cũng đã tiếp cận và đơn vị cũng đã được vay được một khoản để trang trải trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên thì cái số khoản vay không phải nhiều, nhưng mà cũng là một cái khoản quan trọng để giúp tôi vượt qua được cái giai đoạn vừa qua. Sử dụng tới 120 lao động, 100% đều tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên dịch COVID-19 khiến khách sạn này phải đóng cửa một thời gian dài. Việc chi trả lương, bảo hiểm xã hội là một gánh nặng lớn. Những thời điểm khi mà bảo hiểm chúng tôi phải đóng lên đến khoảng 100 triệu tiền bảo hiểm, và chúng tôi rất cần được những cái sự hỗ trợ chính sách từ nhà nước
để chúng tôi có thể tiếp tục kinh doanh và phát triển để có thể tạo công ăn việc làm cho các bạn công nhân viên. Doanh nghiệp của Lào Cai đang phải trải qua một thời kỳ có thể khó khăn chưa từng có trong cái lịch sử, trong cái giai đoạn thời gian vừa qua. Có thể tới 89% là doanh nghiệp chịu ảnh hưởng tác động rất nặng nề, đặc biệt là các cái doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, vận tải, nhà hàng khách sạn và xuất nhập khẩu. Tính đến ngày 25 tháng 3, Ngân hàng Chính sách Xã hội Lào Cai mới chỉ giải ngân cho 7 đơn vị sử dụng lao động với tổng số tiền gần 660 triệu đồng, hỗ trợ cho 185 lượt người lao động. Trong khi đó, toàn tỉnh có 1.236 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho gần 34.000 lao động. Hầu hết các đơn vị doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19. Tuy nhiên, tỷ lệ cho vay để hỗ trợ lao động là rất thấp, do nhiều nguyên nhân. Khi mà chúng tôi triển khai cho vay thì một số những cái đơn vị là không đủ điều kiện vay vốn ở cái chỗ là cái hồ sơ pháp lý của người ta không đầy đủ để đáp ứng cái yêu cầu để vay vốn. Cái thứ nhất, có một số những cái đơn vị thì qua rà soát kiểm tra và tiếp cận thì họ đủ điều kiện và được vay vốn, tuy nhiên thì họ không có nhu cầu. Thời gian tới, các địa phương cần phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục rà soát, tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ để doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng nguồn vốn ưu đãi hiệu quả. Ngành y tế Lào Cai sẽ tập trung số hóa trong năm 2022. Đó là một trong những nội dung trọng tâm tại hội nghị giao ban quý 1 được ngành y tế tổ chức sáng 28 tháng 3. Trong quý 1, ngành y tế đã thực hiện nhiệm vụ kép là đảm bảo an toàn bệnh viện và phòng chống dịch giai đoạn bình thường mới, hình thành trạm y tế lưu động để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng kịp thời. Riêng về phòng chống dịch COVID-19, trong quý 1 đã ghi nhận trên 98.000 ca, đã điều trị khỏi trên 57.373 ca. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,3%. Tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản đạt 97,79% dân số và số người tiêm đủ 3 mũi là 387.728 người. Thời gian tới, cùng với đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế sẽ chuyển nguy thành cơ trong đại dịch để tăng tốc mục tiêu chuyển đổi số trong toàn ngành. Cụ thể như áp dụng tờ khai y tế điện tử, xây dựng và triển khai sổ sức khỏe điện tử, tăng cường công tác tư vấn khám chữa bệnh từ xa, tiếp tục cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai kết hợp với Viện Kistom vừa tổ chức trao giải cuộc thi lập trình Codezi thế giới tại trường tiểu học Lê Ngọc Hân. Vòng chung kết, đoàn học sinh thành phố Lào Cai gồm 6 đội robot tham gia, trong đó đội trường tiểu học Lê Ngọc Hân 2 xuất sắc đứng thứ nhất chung cuộc, đội tiểu học Lê Văn Tám đứng thứ hai, đội tiểu học Lê Ngọc Hân 1 xếp ở vị trí thứ ba. Những ngày qua, ngành giáo dục Lào Cai tiếp tục nhận nhiều kết quả nổi bật. Tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc gia năm học 2021-2022, hai dự án của đoàn Lào Cai xuất sắc đạt một giải nhất, một giải nhì. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Lào Cai có 46 trên 68 học sinh đạt giải, trong đó 12 giải nhì, 17 giải ba, 17 giải khuyến khích. Ở sân chơi quốc tế, đoàn Lào Cai giành một huy chương vàng Hội nghị sáng tạo quốc tế và Olympic tại Hàn Quốc, một huy chương vàng, một huy chương đồng tại cuộc thi sáng tạo trẻ châu Á tại Malaysia. Không kể giờ, không chờ việc. Đây là một trong những phong trào được tỉnh Lào Cai phát động trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào đã được các địa phương quán triệt, triển khai, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Ghi nhận của phóng viên tại huyện Bảo Thắng. Tổ dân phố số 4 thị trấn Nông Trường Phong Hải. Bên cạnh lợi thế phát triển nông lâm nghiệp, chi bộ đảng ở đây còn định hướng để các gia đình khai thác lợi thế sống dọc quốc lộ 70 để phát triển dịch vụ thương mại. Chủ động như vậy nên tỷ lệ hộ nghèo của tổ dân phố số 4 hiện nay chỉ còn 2,1%. Đây cũng chính là kết quả từ sự sáng tạo trong lãnh đạo của Đảng bộ chính quyền các cấp ở Bảo Thắng. Các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, trưởng các ban và lãnh đạo ủy ban nhân dân thì cũng thường xuyên là xuống Phong Hải. Thì trong các ngày làm việc thì các đồng chí tập trung giải quyết cái việc chung. Và những ngày thứ bảy, chủ nhật thì những vấn đề gì vướng mắc thì các đồng chí trực tiếp xuống dưới thôn để giải quyết. Ví dụ như đường năm nay định làm tuyến nào và mở rộng bao nhiêu mét và chiều dài bao nhiêu thì thôn sẽ rà soát cùng với ủy ban nhân dân để trên cơ sở đó lập cái dự trù.
Tinh thần vì dân, không kể ngày giờ làm việc, được thể hiện rõ trong việc triển khai giải quyết các thủ tục hành chính. Sự thuận lợi, nhanh, đúng, không sách nhiễu, phiền hà được huyện Bảo Thắng đặc biệt chú trọng và thường xuyên quán triệt tới đội ngũ cán bộ công chức viên chức của địa phương. Với tinh thần chúng tôi chỉ đạo là cán bộ công chức trong toàn huyện phải thực hiện cái phương châm, tức là tham mưu chúng, thực hiện nhanh, hiệu quả tốt để làm thế nào đó để tạo cái điều kiện tốt nhất cho người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý. Việc chưa xong thì không nói hết giờ. Thế và cũng không chờ việc đến đến nhiệm vụ đến việc nào chúng ta phải chủ động. Thì đến giờ phút này là Bảo Thắng qua tổng hợp lại thì có trên 90% là nhân dân hài lòng với công chức và chính quyền các cấp. Cụ thể hóa lãnh đạo của đảng bộ, huyện, cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng có những cách làm sáng tạo riêng với mục tiêu phục vụ nhân dân được tốt nhất. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Hồng Trường Phong Hải thì thường xuyên có những cái quán triệt cho cán bộ công chức với tinh thần phục vụ nhân dân đảm bảo đầy đủ và nhanh chóng nhất. Bà con nhân dân của thị trấn Hồng Trường Phong Hải thì cũng rất là phấn khởi và chúng tôi cũng nhận thấy đây là một trong những cái việc làm tốt để làm sao đó nâng cao được cái vai trò của người cán bộ và cái sự tin tưởng của nhân dân đối với cán bộ của thị trấn. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng, đây cũng là mục tiêu đặt ra của tỉnh khi phát động phong trào học bác không kể giờ, không chờ việc. Thưa quý vị và các bạn, bình đẳng giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số là một trong những vấn đề quan trọng được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, Lào Cai cũng có nhiều hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội về công tác này. Một giờ sinh hoạt của lớp quản lý môi trường khoa nông lâm phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai. Các kiến thức về bình đẳng giới đã được lồng ghép trong tiết sinh hoạt bằng các câu hỏi sinh động, thực tế. Với hình thức tuyên truyền đổi mới và sáng tạo như thế này, giúp các bạn sinh viên hào hứng hơn và trở thành một tuyên truyền viên tích cực khi về gia đình. Đến trường được biết đến bình đẳng giới thì em về em cũng có trao đổi với cả bố và mẹ để có thể hiểu hơn về cái vấn đề này, bình đẳng giới này ạ. Gia đình em đã hiểu hơn về bình đẳng giới và bố em thì hay giúp đỡ mẹ em trong công việc nhà hơn này. Trường đã động viên, khích lệ, thậm chí là có định hướng là đưa cái nội dung của bình đẳng giới này vào trong các nội dung và các chuyên đề để sinh hoạt lớp hàng tuần này. Ngoài ra cũng tổ chức là tuyên truyền tập huấn này, trao đổi với các em ngoài giờ lên lớp để các bạn hiểu hơn thông qua các hoạt động như là trò chơi này, rồi các hoạt động thể thao, các chương trình của nhà trường, đoàn thanh niên, hội sinh viên. Dù tỉnh đã rất nỗ lực trong giảm tình trạng mất bình đẳng giới, tuy nhiên tại một số khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc mất bình đẳng giới vẫn còn nặng nề, trở thành rào cản đối với sự phát triển, đòi hỏi phải có các chính sách phù hợp hơn. Chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu các cái chính sách để làm sao lồng ghép được giới vào trong các cái chính sách tới đây, nhất là trong cái chương trình mục tiêu quốc gia phát triển đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo cái quyết định số 88 của Quốc hội. Một vấn đề quan trọng đó là cần phải tạo ra một đội ngũ cán bộ có trình độ, kỹ năng chuẩn về bình đẳng giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Từ đó có thể phát huy tốt vai trò tham mưu các chính sách và thực thi chính sách về bình đẳng giới của tỉnh. Các cán bộ sau khi họ được đào tạo nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ thì họ sẽ làm tốt cái chức năng tham mưu về mặt chính sách cũng như là thực thi chính sách, và đặc biệt là ở cái việc là làm thế nào để mà các cái chính sách, các chương trình can thiệp của chúng ta nó hướng tới là phát huy tối đa vai trò kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng của cả nam giới và cả phụ nữ trong các cái hoạt động thực thi chính sách sau này. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, các sở, ngành, học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp về bình đẳng giới. Đó sẽ là nền tảng để việc thực hiện bình đẳng giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số được tốt hơn. Tiếp theo chương trình, Ngân hàng Nhà nước siết vốn tín dụng vào bất động sản. Xuất khẩu lao động khó khăn do dịch bệnh. Trong chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Lào Cai mong muốn doanh nghiệp đầu tư tập trung cho chế biến sâu để gia tăng giá trị và tập trung cho xuất khẩu.
tỉnh Lào Cai đang có cơ chế ưu tiên sử dụng ngân sách địa phương để giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị máy móc, kho bãi để chế biến sản phẩm. Tỉnh mong muốn các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu dược liệu nhằm tạo ra các sản phẩm như trà túi lọc, cao bánh, viên nén phù hợp với nhu cầu sử dụng. Xây dựng nhà máy chế biến chuối hướng đến xuất khẩu với 40% sản lượng được chế biến. Kêu gọi xây dựng thêm một nhà máy chế biến dứa để có khoảng 90% sản lượng dứa quả được chế biến. Đối với chăn nuôi, cần doanh nghiệp đầu tư các nhà máy giết mổ, chế biến thịt gia súc gia cầm, áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại. Với việc kêu gọi doanh nghiệp tham gia chế biến sâu sản phẩm, Lào Cai phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 12.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 35 triệu đồng. Trong bối cảnh lạm phát đang chịu áp lực tăng, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát. Từng tổ chức tín dụng sẽ được thông báo và định kỳ rà soát, xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính và khả năng tăng trưởng lành mạnh. Các ngân hàng phải hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý, không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông, trái phiếu doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm 2020, cũng từ đó tới nay, hoạt động xuất khẩu lao động gặp nhiều khó khăn. Nhiều người lao động vẫn đang chờ đợi cơ hội ra nước ngoài làm việc khi tình hình dịch ổn định trở lại. Trong năm 2021, tỉnh Lào Cai có 150 lao động đăng ký đi xuất khẩu lao động. Trong đó đã có 100 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Và vẫn có những lao động chưa thể xuất cảnh dù đã chờ đợi từ rất lâu. Thì mình chọn đi bên Hàn, đăng ký hồ sơ đi sang Hàn Quốc. Nhưng mà do dịch bệnh kéo dài mình không đi được. Thế trong thời gian chờ đợi thì mình cũng ở nhà làm ruộng. Anh Đỗ Văn Chỉnh đang trong quá trình chờ để được đi xuất khẩu lao động. Trong lúc này, anh duy trì công việc sửa chữa xe máy để có thu nhập. Dẫu vậy, với mong muốn có thu nhập cao hơn, cải thiện cuộc sống gia đình, anh vẫn mong sớm được xuất cảnh. Chỉ có thấy là chờ lâu sốt ruột. Đến tận từ năm ngoái đến bây giờ mới làm hồ sơ chuẩn bị nộp ấy. Xong là bây giờ lại phải đợi từ lúc nộp hồ sơ xong là phải đợi chủ bên kia họ gọi. Lo là không biết khi nào được gọi ấy, đã đến lúc đấy mình lại quên tiếng mất. Bây giờ mình cứ làm việc khác, mình cứ lo là không biết ngày nào đi, nhưng mà chỉ mong họ gọi sớm để đi thôi, thì đâu là làm hồ sơ ấy. Do ảnh hưởng của đại dịch nên năm 2021, tỷ lệ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thấp, chỉ đạt 50% kế hoạch. Bởi vậy, thu hút đầu tư, tạo việc làm tại chỗ, kết nối việc làm là những giải pháp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Tỉnh Lào Cai hiện nay thì cũng đang tập trung để kêu gọi các cái nhà đầu tư đến để đầu tư các cái nhà máy, tăng cường các cái dự án sản xuất kinh doanh. Như vậy thì trong cái giai đoạn tới thì cũng sẽ tạo ra được một cái số lượng việc làm tại chỗ, tức là tại địa phương, để đáp ứng được cái nhu cầu của cái người lao động trên địa bàn. Năm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phấn đấu đưa 200 lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, triển khai các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm ngay tại địa phương cho người lao động. Chuyển sang những thông tin thời sự thế giới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27 tháng 3 tuyên bố ông sẵn sàng thảo luận về quy chế trung lập như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga. Nhưng thỏa thuận đó phải được đảm bảo bởi các bên thứ ba và được đưa ra trưng cầu dân ý. Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi với các nhà báo Nga, ông Zelensky cho biết Kiev đang cân nhắc kỹ các yêu cầu của phía Nga về đảm bảo an ninh, quy chế trung lập và phi hạt nhân hóa. Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine sẵn sàng trao đổi tù nhân với Nga trước khi các hoạt động quân sự hiện nay chấm dứt, song sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường của mình trong vấn đề phi quân sự hóa cũng như bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Theo kế hoạch,
cuộc đàm phán tiếp theo giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine sẽ diễn ra tại Istanbul trong vài ngày tới. Phía Ukraine cho biết đàm phán được tổ chức từ ngày 28 đến 30 tháng 3, trong khi phía Nga nói rằng đàm phán chỉ diễn ra trong ngày cuối của tháng. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang rất nỗ lực làm trung gian giúp Nga và Ukraine đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột và tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo. Ngoại trưởng Mỹ Blinken vừa có cuộc gặp chung với người đồng cấp Israel cùng 4 quốc gia Ả Rập tại khu vực sa mạc Negev ở miền nam Israel để thảo luận về tình hình an ninh, tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa nhà nước Do Thái với các nước Ả Rập, cũng như vấn đề hạt nhân Iran vốn đang là mối quan tâm chính của Tel Aviv. Hội nghị tại Negev có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ, Ngoại trưởng nước chủ nhà Israel và người đồng cấp 4 nước Ả Rập đã bình thường hóa quan hệ với Israel là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Bahrain, Ai Cập và Maroc. Đây là hội nghị hiếm hoi được tổ chức và dự kiến kéo dài trong 2 ngày. Trong đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ nỗ lực thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập, cũng như đưa ra đảm bảo với Tel Aviv về vấn đề hạt nhân Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm khôi phục kế hoạch hành động chung toàn diện vốn bị Israel phản đối đang ở giai đoạn nước rút. Trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng đã có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Israel và người đồng cấp nước chủ nhà Yair Lapid nhằm trấn an quốc gia đồng minh Trung Đông về việc sẽ đảm bảo Iran không phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng cam kết Mỹ sẽ hành động nếu Iran đe dọa Washington hay các đồng minh và đối tác của Mỹ. Trong bối cảnh tác động của cuộc khủng hoảng tại Ukraine tiếp tục đe dọa tới tình hình an ninh lương thực trên toàn thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Phi đã lên kế hoạch kêu gọi 1 tỷ đô la Mỹ nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng lương thực trong khu vực. Ngân hàng Phát triển Châu Phi AFDB cho biết đang xúc tiến triển khai kế hoạch cung cấp lương thực khẩn cấp, trong đó bao gồm việc thu gom khoảng 30 triệu tấn lương thực thiết yếu như lúa mì, ngô, gạo và đậu, đồng thời phổ biến kiến thức cho khoảng 20 triệu nông dân về cách thức canh tác đối với các loại lương thực này. Hiện châu Phi có hơn 24 triệu người đã rơi vào cảnh nghèo cùng cực do tác động của đại dịch COVID-19 và các nước trong khu vực cần phải chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực trong tương lai. Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã khiến giá cả nhiều mặt hàng tăng mạnh, trong đó có giá lương thực, thực phẩm, khi Ukraine và Nga là hai quốc gia xuất khẩu lương thực, phân bón và nhiên liệu lớn của thế giới. Điều này được đánh giá là cú sốc kinh tế mới cho các nước nghèo vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề do COVID-19. Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ và hiện các cuộc đàm phán này đang diễn ra rất tích cực. Thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra ngày 28 tháng 3 sau khi Ankara bị Washington loại khỏi chương trình cung cấp chiến đấu cơ F-35 vì đã mua hệ thống phòng không S-400 của Nga trước đó. Kênh truyền hình CNN dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, ông đã trao đổi với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin về việc mua máy bay chiến đấu F-16 và phía Mỹ đã cử hai phái đoàn sang Ankara để đàm phán trực tiếp về việc này. Hiện các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tích cực và mang tính xây dựng. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Washington đã đề nghị bán cho Ankara máy bay chiến đấu F-16 sau khi quyết định hủy thỏa thuận cung cấp chiến đấu cơ F-35 đã ký trước đó. Như vậy, hiện Mỹ chỉ còn 7 đối tác trong dự án cung cấp máy bay F-35 là Anh, Italia, Hà Lan, Na Uy, Đan Mạch, Canada và Australia. Ngày 28 tháng 3, Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Jun Chak-yeon đã bày tỏ tin tưởng quan hệ với quốc gia láng giềng Nhật Bản sẽ được cải thiện nếu hai nước có cách tiếp cận hướng tới tương lai trong những vấn đề còn tồn đọng. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước lâu nay vẫn nguội lạnh vì những tranh cãi lịch sử. Nhưng Hàn Quốc sẽ có chính phủ mới sau khi ông Jun Chak-yeon chính thức nhậm chức Tổng thống vào ngày 10 tháng 5 tới. Trong cuộc gặp với đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Koichi Aibushi ở văn phòng Tổng thống, ông Jun Chak-yeon nhấn mạnh, liên lạc là chìa khóa để hai bên giải quyết những bất đồng và nếu chính phủ cùng người dân hai nước đồng lòng thúc đẩy quan hệ hướng tới tương lai, thì vấn đề dù khó đến mấy cũng có thể giải quyết thông qua đối thoại. Cũng theo ông Jun Chak-yeon, Hàn Quốc và Nhật Bản cần nỗ lực rất nhiều để nhanh chóng khôi phục quan hệ tốt đẹp như trước đây. Trước đó, chỉ 2 ngày sau khi đắc cử, ông Jun cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề tồn đọng giữa hai nước phù hợp với lợi ích của đôi bên. Ông cũng bày tỏ hy vọng Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ tăng cường phối hợp hơn nữa trong các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên sau khi ông nhậm chức.
vaccine ngừa COVID-19 có thể hoàn toàn bị suy giảm hiệu quả theo thời gian và đó là lý do tại sao người dân cần tiêm mũi tăng cường. Nhận định được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra ngày 27 tháng 3, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 vẫn ở mức cao trên thế giới. Theo WHO, khả năng miễn dịch có từ vaccine sẽ suy giảm theo thời gian, tùy vào loại vaccine, số mũi tiêm, tuổi tác và điều kiện sức khỏe của người được tiêm. Vì thế, khi miễn dịch suy giảm, kết hợp với sự xuất hiện của biến thể mới và việc các nước dỡ bỏ biện pháp phòng dịch quá sớm sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát làn sóng dịch mới trên toàn cầu. Tuy nhiên, độ phủ vaccine ở các nước ngày càng tăng nên số ca mắc mới sẽ không cao như trước. Trong bối cảnh thế giới bước vào năm thứ ba của đại dịch COVID-19, WHO tiếp tục khuyến khích người dân tiêm phòng và tuân thủ các quy định phòng dịch. WHO cho biết trọng tâm ưu tiên của tổ chức này vẫn là đưa vaccine tới những người chưa được tiêm phòng vì các ca tử vong chủ yếu thuộc nhóm này hoặc những người lớn tuổi, người có bệnh nền nhưng chưa tiêm đủ liều. Luôn sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng, không ngại gian khổ hy sinh, vì nhân dân phục vụ. Đó là sứ mệnh của lực lượng dân quân tự vệ. Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ 28 tháng 3 năm 1935, 28 tháng 3 năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng ngắm nhìn những hình ảnh đẹp của những chiến sĩ sao vuông. Tới đây chương trình thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Chỉ vừa thông quan lực lượng thực binh, trung đội dân quân phối hợp với các lực lượng đánh.